vân. Quả thế, có người đã đem hết khôn ngoan và hiểu biết mà làm việc vất vả mới thành công, rồi lại phải trao sự nghiệp của mình cho một người đã không vất vả gì hết. Điều ấy cũng chỉ là phù vân và lại là đại họa. Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả, nó phải chịu dưới ánh mặt trời. Phải, đối với con người ấy, chọn cuộc đời chỉ là đau khổ, bao công khó chỉ đem lại ưu phiền. Ngay cả ban đêm, nó cũng không được yên lòng yên trí, điều ấy cũng chỉ là phù vân. Đó là lời Chúa.
anh em đừng nói dối nhau, vì anh em đã cởi bỏ con người cũ với những hành vi của nó rồi, và anh em đã mặc lấy con người mới, con người hằng được đổi mới theo hình ảnh của đấng tạo hóa, để được ơn thông hiểu, vậy không còn phải phân chi biệt khi nào hay do cái cắt bì hay không cắt bì, hoan di mọi giờ lô lệ tự do, nhưng chỉ có Đức Kitô là tất cả và ở trong mọi người. Đó là lời Chúa. Làm sao mà có thể nuôi dưỡng linh hồn được? Ông
bởi vì ông biết rằng của cải tích trữ như thế chỉ có cho thể xác thôi, làm sao mà linh hồn ăn được. Nhưng mà chúng ta thấy ông nhủ hồn ta hơn của cải thế để ăn sao xuể, cứ an tâm, cứ vui chơi, ăn đời đời, không bao giờ hết. Ngốc như vậy. Ngốc là bởi vì biết có linh hồn, ông tư nhủ linh hồn, tức là ông xác tín có đời sau, có linh hồn, nhưng lại chỉ đầu tư vào thể xác, trong khi thể xác thì không có cái gì chắc bằng cái chết. Chúng ta thấy, biết chúng ta tương lai làm cái gì, những người già thì biết rõ được, còn những người trẻ chúng ta làm sao biết rằng mai mốt chúng ta làm gì, chức vụ gì chưa biết được, hay là như thế nào chưa biết. Nhưng mà biết chắc phải chết, không có cái gì biết chắc bằng mình phải chết. Vậy ông ta giải khờ ở chỗ biết chắc như vậy, biết rõ như vậy, nhưng lại cứ nhủ hồn mình ăn chơi, cứ nhủ về hồn mình chắc tay, không lo, không chuẩn bị. Cho nên Chúa Giêsu gọi đồ ngốc, dù núi vàng, dù là bao nhiêu đi chăng nữa, nỗi đêm nay trời gọi ông, Chúa gọi hồn ông, phải chấm dứt cuộc đời này về với Chúa, thì lấy gì mà những tiền của ấy ích lợi gì. Cho nên linh hồn chỉ có thể hưởng dụng những của cải biến chuyển thành những bát cải, cũng của cải ấy thay vì nhủ hồn ăn chơi chắc tán, thì cứ giá mà ông nhủ hồn ông làm việc bát cải, chuẩn bị để chia sẻ, để lo cho người nghèo. Tiền của chúng ta trước nhất là có bổn phận lo cho chính mình, cho gia đình của chúng ta trước tiên, rồi sau đó là lo cho những việc chung, xây dựng làm sao mà giáo họ chúng ta, một giáo họ lại có thể to lớn và có thể bề thế như hôm nay, nếu mà không ai chịu đóng góp. Đấy, tiền của mỗi chúng ta dù không ít, dù không nhiều, nhưng phải có phần để đóng góp vào, rồi cho người nghèo cũng vậy. Không phải là chúng mắt chúng ta cho hết, chia hết cho người nghèo, nhưng mà trong hậu phần của chúng ta, trong cái thu của chúng ta phải có chi cho người nghèo, dù là một đồng, dù là hai đồng, tất nhiên càng nhiều càng tốt, nhưng mà nó có là mình đầu tư cho linh hồn. Chúng ta không ai mà lại đưa hết hay là làm cho đi hết, trừ những người đi tu. Đi tu đấy mà nhiều khi không mạnh mẽ, lại cũng vơ vẹn, cũng vứt đi. Cho nên đặc biệt đối với chúng ta, rất nhiều nhu cầu, những nhu cầu cần thiết, những nhu cầu chính đáng cho chính mình, cho gia đình, rồi cho con cháu, dễ làm cho con người tích lũy kho tàng của mình ở trần gian. Vâng, kính thưa cộng đoàn, tiền bạc, chúng ta biết rõ tiền bạc là một dụng cụ hết sức hữu hiệu, là một đầy tớ giúp chúng ta làm được mọi việc, nhưng là nó là một ông chủ tàn ác. Một con người nào đó mà đặt tiền bạc lên trên, coi tiền bạc là trọng, là chủ, để nó điều khiển chính mình, thì con người ấy sẽ bất nhân bất nghĩa, bất hiếu. Dù tình nghĩa cha con, dù tình nghĩa vợ chồng, dù tình nghĩa anh em hay láng giềng, tất cả đối với kẻ đặt tiền bạc lên trên, họ sẽ đắp đổ hết, và cuối cùng tiền bạc đắp đổ chính họ, và không phải đắp đổ ở đời này, đau khổ đời này, mà mua lấy hòa hợp là chắc. Bởi vì Thiên Chúa đã nói rõ, người ta không thể, chúng con không thể làm tôi Thiên Chúa lẫn tiền bạc, không thể. Bởi vì một người đã để tiền bạc điều hành chính mình, thì họ sẽ coi thường Thiên Chúa, và họ không, họ có đi lễ hay đọc kinh hay làm mọi sự chỉ là sợ họ ngục thôi, chứ tiền bạc mới là chính. Giống như anh thanh niên, anh ta
có hết mọi sự, chỉ có mỗi điều nhân lành. Anh ta muốn được lên nhân lành, muốn lên thánh, muốn được vào thiên đàng. Chúa bảo dễ thôi, anh có hết mọi sự, anh thờ cha kính mẹ, anh làm điều tốt quá tuyệt vời, nhưng còn thiếu một điều, hãy làm việc bác ái, bán của cái đi. Năm sau anh ta bán được, chủ tiền bạc là chủ anh ta, anh ta rút nét mặt, phải nói quay gần, còn làm người ta tiền thì mà bán đi mà làm phúc để cho đi thì nó làm sao? Anh ta thờ tiền. Nếu như ai theo dõi trên mạng, mới vừa qua đưa cái tin về một người phụ nữ công giáo nhưng mà yêu một người ngoại giáo, và cô ta theo tiếng gọi tình yêu cho nên sẵn sàng dù giáo hội đâu có bắt anh kia phải theo đạo, nhưng mà anh cô ta bất chấp, chẳng cần gì phép tắc, chẳng cần đến chuẩn đến cho em gì cả, bỏ đạo rồi và làm ăn cũng thành công, mở được tiệm bán bên này được, thành công quá, thu tiền nước khô đổ quanh, anh mở tiệm bên này được. Thế là hai cái tiệm hai bên đường thu hút hết khách, tiền bạc man bạc. Nhưng mà một cái nhà bên này đường, một cái nhà bên này kia đường, cứ đi qua đi lại, rồi ngày việc tới sẽ tới, một ngày kia xe tải bê tông xô vào và bạn chết chỉ. Chết trong sự ngoan cố, chết trong sự bỏ đạo, tiền bạc nước khô đổ quanh, mấy bữa là chồng nó đi lấy luôn cô khác. Thế là được cái gì? Ra cái gì? Phù vấn, thứ dài rồi, tiền của ấy ích lợi gì cho tâm hồn nhiều. Cho nên kính thưa cộng đoàn, tiền bạc thật sự là cần thiết. Người công giáo không hạnh biết coi thường tiền bạc, rất coi trọng. Cho nên người công giáo rất cần tiền, rất ra sức làm việc để có tiền, nhưng mà tiền chỉ là dụng cụ, tiền chỉ là phương tiện để phục vụ. Thì chúng ta thấy khi chúng ta có một lập trường như vậy, khi có một sự quyết tâm như vậy, thì quả thật càng giàu có càng trở nên phúc đức, ít cũng là phúc đức, nhiều cũng là phúc đức, và càng nhiều càng phúc đức nhiều. Bởi vì cái tâm hồn như thế biết sử dụng tiền của, và sử dụng tiền của đúng là quản lý tốt, thì đương nhiên Chúa lại ban nhiều, nhiều gấp bội, có thể gấp trăm, gấp nhiều lần hơn nữa. Và tất nhiên nếu mà Chúa bảo thôi ít thôi, nhưng nhiều quá này hãy kiêu ngạo, thì Chúa lại ban ít. Nhưng mà đối với tâm hồn luôn luôn đặt Chúa làm chủ, mọi sự là phương tiện, cả tiền bạc cũng chỉ là phương tiện, thì dù nghèo hay dù giàu, họ vẫn là người sung túc, sung túc trước mặt Thiên Chúa. Cho nên ở đời chúng ta thấy tình, tiền, tài, có tình yêu, vợ đẹp con khôn, hay là chồng tài năng tốt đẹp, tiền, tình, tiền, tiền nhiều, rồi tài, tài sản, đó là điều người ta phấn đấu. Nhưng đối với chúng ta, đặc biệt sư điệp hôm nay chúng mời gọi người Kitô hữu phải lấy cái thiện. Chúng ta cần, chúng ta có tình, chúng ta có tiền, chúng ta có tài sản, nhưng tình, tiền hay tài sản luôn luôn có cái thiện. Tình cảm vợ chồng luôn luôn có cái thiện, nó điều hành làm cho chúng ta, tình cảm của chúng ta chân chính, làm cho tình cảm của chúng ta hạnh phúc. Và không có cái thiện, chạy theo dục dục, chạy theo xác thịt, thì chúng ta thấy có những mua cả hàng bao nhiêu bằng vợ không đủ đâu, không bao giờ đủ. Càng đi vào dục dục, càng vào buồn nhơ, càng dẫn của càng chìm xuống, không bao giờ có thể thỏa mãn được. Kẻ đi vào dục dục xác thịt của mình. Cho nên chân chính bằng sự thiện, hay là chính Thiên Chúa làm chủ. Cho nên tình cảm có đấy, nhưng làm chủ để xây dựng một tình yêu chân chính đúng mực của tình nghĩa vợ chồng, hãnh diện trước Thiên Chúa khi cúi đầu. Tiền cũng vậy, Chúa là chủ,
sự thiện là gọi là từ bi, tiền biết chia sẻ, tài sản cũng thế, không phải làm chủ mình mà chỉ là quản lý cho Chúa, luôn luôn có Thiên Chúa làm chủ và luôn luôn tiền tài của cả luôn luôn biết chia sẻ, trước nhất là giúp cho gia đình bộ phận mình được sung túc, gia đình sung túc và chia sẻ cho những người đói nghèo, rồi xây dựng giáo hội phát triển ở công trường, nhà thờ hoặc là những nhà giáo lý vân vân. Đó là những việc mà Chúa mời gọi hôm nay sứ điệp đời sống của chúng ta, để mỗi ngày chúng ta thật sự là môn đệ của Chúa, là những người mà Chúa gọi thật là đầy tớ khôn ngoan, hãy vào cuộc nước trời đã dành sẵn cho các người. Amen. Kính mời cộng đoàn chúng ta cùng